Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Và hôm nay mình xin review cho tất cả các bạn được xem về một cảnh đẹp của hang động trong ngôi đền Thượng Bồng Lai nằm ở Cao Phong, Hòa Bình mọi người nhé. Mọi người hãy theo dõi video và thấy hay mọi người hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video tiếp theo được hay hơn mọi người nha. Đây là ngôi đền Thượng Bồng Lai, gọi là đền Cô Đôi mọi người nhé. Vâng, đi vào bên trong thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng những không gian rất là thanh tịnh và yên ả. Đây là những pho tượng được đúc ngoài trời rất là đẹp. Và lối lên trên kia đó là một lối lên của hang động. Và đây mọi người hãy đi theo tôi lên cầu thang máy để lên hang động không đáy và hang động Thạch Sơn mọi người nhé. Đấy, đây là cầu thang máy đi lên. Nếu giờ mà không có cầu thang máy mà đi lên với một cái đường dốc như thế này thì chắc lên tới nơi hang động mọi người sẽ không chịu nổi. Lối lên rất là dốc mọi người nhé. Và đây là động không đáy. Mình sẽ xuống khám phá động không đáy mọi người nha. Thank you.
đang một mình ở dưới hang động. Và khi nhìn thấy các pho tượng và Phật thì tôi phần nào sẽ yên tâm hơn, chắc không bị run sợ nữa. Sáng rồi mọi người ơi. Đây là lối bậc đi lên mọi người nhé. Như vậy là mình đã khám phá được động không đáy rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lên động Thạch Sơn tiếp nha. Lối lên rất là cao mọi người nhé. Và lối lên động Thạch Sơn rất là cao. Đây mọi người nha, tôi sẽ dẫn mọi người đi xuống động Thạch Sơn, động không đáy luôn, đi rất xa, rất sâu và rất xa, nhìn là hun hút rồi mọi người ạ. Bây giờ tôi vẫn đang một mình để đi xuống khám phá dưới động, mọi người hãy đi theo chân cùng tôi nha. Vẫn còn rất sâu mọi người nha. Tôi sẽ dẫn mọi người đi thăm tiếp động Thạch Sơn. Đây là dưới đáy đọng luôn. Đây là những tạo hóa của thiên nhiên. Trong tượng Phật đang đứng. Và đây là một lối đi vào khám phá bên trong nữa mọi người nhé. Mọi người hãy khám phá cùng tôi tiếp theo nhé. Lối để đi vào động tiếp theo rất là nhỏ, mọi người hãy cùng khám phá cùng tôi tiếp nha.
Càng đi sâu vào bên trong thì tôi càng cảm thấy cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Tôi đang khám phá một mình trong hang động nhưng mà tôi cảm thấy rất là hứng thú để đi tiếp. Đi sâu vào bên trong tôi càng cảm thấy rất là lạnh mọi người nhé. Đi sâu vào trong tôi thấy cảm giác lạnh nó càng lạnh toát luôn. Đây là lối lên của mọi người ơi, tôi đã ra rồi, tôi đã tìm lối ra rồi mọi người ơi. Tôi đã ra khỏi hang động rồi mọi người ơi. Tôi đang chuẩn bị thoát ra khỏi hang động rồi đây. Mọi người xem video của mình có thấy toát mồ hôi không ạ? Giờ mình đang cảm thấy đang toát hết mồ hôi rồi đây. Và hết lạnh giờ lại đang nóng, toát hết mồ hôi rồi. Và mọi người hãy ủng hộ mình bằng cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha.